Xin gửi lời cảm ơn đến những người mẹ đã dũng cảm nhìn con mình ra đi. Xin gửi lời cảm ơn đến những người đã hy sinh, đã vì tổ quốc trở về lòng đất. Em xin cảm ơn anh Lee Shady, SC Walk, những người đã đặt nền móng cho Rafi. Peace. Lại một đêm mơ rơi chìm vào trong cơn mơ, lòng còn nhớ về những ngày xưa, bóng hình mẹ dịu dàng vẫn còn chăm sóc, lòng còn không quên. Dòng thời gian trôi đi và giờ đây khôn lớn, con đã biết. Chỉ ngã xuống nhiều lắm mẹ ơi, nhưng mà con may mắn vì vẫn có thể biến ra được những dòng này mẹ ơi. Ở đây chỉ có đêm và rừng, với niềm tin sẽ có ngày, có trời, có cả biển khơi mẹ ơi. Từng lời con viết đôi tay run run mẹ ơi, con không sợ bị tụi nó vây lấn tấn phá gì gì, con chỉ sợ mai con sẽ đi trước mẹ mà thôi. Nếu con không thể trở về, ai sẽ chăm lo cho mẹ tôi? Con xin lỗi vì đã để mẹ sống với nỗi buồn lớn nhất trên đời. Ngày ra đi có hai điều con sợ: một là tổ quốc không thể hòa bình như cách con mơ; hai, chắc chắn là không thể làm tròn chữ hiếu với người cứu mang con từ những ngày còn thơ. Con xin lỗi mẹ ơi, con luôn mong được gọi tiếng mẹ mà không cần qua những dòng này. Nhưng dù thế nào mẹ hãy thật khỏe mạnh để nhìn ngày Việt Nam đại thắng nhé, vì có thể có cả linh hồn của con trong đấy. Mẹ ơi, nếu đây là bước cuối cùng ngày giải phóng, mẹ đón con về mẹ nhé. Mẹ ơi, nếu đây là bước cuối cùng ngày giải phóng, mẹ đón con về mẹ nhé. Mẹ ơi, nếu đây là bước thứ cuối ngày giải phóng, mẹ đón con về mẹ nhé. Mẹ ơi, nếu đây là bước thứ cuối ngày giải phóng, mẹ đón con về mẹ nhé. Con nhớ mẹ. Một mình con trong đêm lặng nhìn theo cơn mơ, ngoài cái gió vẫn rít từng cơn, vẫn căn phòng ngày nào tay cầm cây bút đưa mai không thôi. Mẹ thân yêu ơi, lòng con luôn mong, con muốn thấy như lúc mẹ vui, thấy nụ cười ngày nào không phải bận tâm nỗi đau, nỗi đau bao ngày qua. Mẹ ơi, ngày con nhớ nhất là những ngày với mẹ ở quê mình, có lòng mẹ ấm áp, có nắng vàng ngà ấp yêu cho con ngắm ngày qua, có cơn gió bất chợt dắt cơn mưa xối xả, hai mẹ con chạy gom lúa với đôi chân hối hả. Con nhớ cây roi mây, mẹ hàng đỏ mong mỗi khi con quậy phá, dần dà đứa con này của mẹ thiên hà từ bao nay. Nếu đây là bước thứ cuối ngày giải phóng, mẹ đón con về mẹ nhé. Mẹ ơi, nếu đây là bước thứ cuối ngày giải phóng, mẹ đón con về mẹ nhé. Mẹ ơi, nếu đây là bước thứ cuối ngày giải phóng, mẹ đón con về mẹ nhé. Mẹ ơi, nếu đây là bước thứ cuối ngày giải phóng, mẹ